Vâng, em Loan Kinh Môn Hải Dương xin kính chào quý vị các bạn nhé. Và hôm nay em sẽ quay cho các bác xem một cái số xe, một số mẫu xe có ở cửa hàng ô tô Kinh Môn cho các bác cùng tham khảo nhé. Vâng, đây em quay cái mẫu xe thứ nhất, đó là cái mẫu xe Ford Mondeo được sản xuất năm 2004, form mới nhá, form mới hai vạch, bản đủ cửa lóc nhá, và mang biển số của Hà Nội. Và ở cái mẫu xe này em cũng vừa lên video rồi, em bán với giá là 160 triệu đồng thôi. Là các bác có thể xuống ngay cái mẫu xe Ford Mondeo form mới này, rất là đẹp rồi. Một cái mẫu xe Ford Mondeo 2004 form mới, rất là đẹp, cái mẫu xe rất là đẹp nhá. Chỉ giá là 160 triệu thôi. Là các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Ford Mondeo form mới màu vàng cát này rồi. Và cái mẫu xe thứ hai ở cửa hàng là cái mẫu xe Kia Morning, được sản xuất năm 2015. Kia Morning sản xuất năm 2015, số sàn. Em bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng với một chiếc xe Kia Morning số sàn đời 2015, tên tư nhân nhá. Tên tư nhân. Đây là màu đỏ mận, màu đỏ mận, một cái gam màu rất là phù hợp cho chị em phụ nữ. Rất là đẹp. Và hiện tại em đang đi cái chiếc xe này. Rất là nhỏ gọn cho chúng ta đi cái đường nhỏ như là đường làng ấy. Hoặc chị em phụ nữ đi, nói chung là rất là phù hợp. Cái xe nó rất là nhỏ gọn, mà đi rất là đầm xe, đời 2015 rất là cao rồi. Gầm máy rất là chất nhá, không hề có hiện tượng là mục mọt gì cả, không hề hiện tượng mục mọt, tên tư nhân. Nói chung là ở cái mẫu xe này, máy móc nguyên bản chưa ra, đời 2015 với giá 235 triệu. Form dáng còn nguyên form dáng nhá, không hề có hiện tượng là ngập nước hay là đâm đụng gì cả. Đó. Đời 2015 rất là đẹp. Bác nào ưng ý cái mẫu xe Kia Morning này liên hệ với em nhé, 0976081699. Em Loan, chợ ô tô Kinh Môn, để được sở hữu cái mẫu xe Kia Morning 2015 này. Cái nội thất của cái chiếc xe này rất là đẹp. Và đây nội thất này được chủ xe đã bọc lại rồi, xe bọc lại rồi nên là cái nội thất rất là đẹp luôn. Và với cái giá là 235 triệu thì em bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc nhá. Hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Trần thì trần 3D. 3D. Nói chung là xe con số rất là ngọt. Cái mẫu xe form dáng nhỏ gọn nhá. Xe tích hợp tin nhan gương, gương kính chỉnh xe, gương kính chỉnh điện, kính chỉnh điện nha các bác nhá. Cái mẫu xe Mazda này thì em đã bán về Sài Gòn rồi, rút hồ sơ rồi. Tiếp theo là cái mẫu xe Chevrolet Captiva được sản xuất năm 2007 nhá, mang gam màu vàng cát, phiên bản số sàn máy xăng, với giá bán là 250 triệu đồng, chưa bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển nhá. Xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Cái mẫu xe Chevrolet Captiva, xe 7 chỗ rất là đẹp. Cái mẫu xe rất đẹp. Và cái mẫu xe nữa đó là cái mẫu xe Lacetti 205. Xe gia đình không taxi dịch vụ nhá, với giá bán là 138 triệu đồng. Và chiếc xe này em đã lên YouTube rồi, thì các bác xem YouTube và nếu mà ưng ý thì gọi cho em nhá, 0976081699. Đây là một cái mẫu xe Lacetti 205, xe không taxi dịch vụ nhá, xe gia đình sử dụng thôi, rất là đẹp, sơn xi cũng rất là đẹp nhá. Đó, một cái mẫu xe nói chung là rất là đẹp. Em để cửa hàng ở ngay mặt đường hơi bụi một chút. Và cái mẫu xe tiếp theo nữa là cái mẫu xe Captiva cũng đời 2007, cũng số sàn máy xăng, mang gam màu ghi bạc,
cũng với giá là 155 triệu. 155 triệu nhá. Một cái mẫu xe 7 chỗ, xe gia đình rất là đẹp. Cả cái mẫu xe nữa đó là cái mẫu xe Mẹc, Mẹc E200, sản xuất năm 2004, với giá bán là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng nhá. Biển số của Hà Nội rất là vừa, nữa là vừa đồng nhá. Và cái chiếc các cái van cũng vậy. Và bên cạnh đó là chiếc phòng đeo cũng là biển số Hà Nội nhá. Các bác nào khu vực Hà Nội rất là tiện lợi, cũng như phù hợp với việc sang tên đổi biển của mẫu xe này. Và Mẹc em bán 2.4 này, E200 2.4, với giá là 250 triệu nhá. Một cái mẫu xe rất là đẹp. Và em để ngoài nó hơi bụi một chút. Và cái mẫu xe nữa là Mẹc C, Mẹc C200, số sàn đời 2002, với giá là 155 triệu. Tiếp đó là một cái mẫu xe Honda Civic, một cái mẫu xe mà cái mẫu xe này em đã quay cho các bác xem rồi. Sản xuất năm 2007, số sàn, số sàn nhá. Xe cũng còn tương đối là đẹp ạ. Form dáng rất là đẹp, rất là chắc xe. Mang biển số của Hải Phòng. Với giá bán là 245 triệu. Và cái chiếc này em đã quay rồi. Các bác có thể xem lại cái video nhé. Nếu mà ưng ý thì liên hệ với em 0976 081699. Xem xe tại là Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Cái mẫu xe tiếp theo đó là cái mẫu xe Toyota Innova, được sản xuất năm 2006, phiên bản G xịn, xe không taxi, xe gia đình thôi, với giá bán là 305 triệu đồng. Hệ thống máy móc của chiếc Innova này rất là đẹp nhé. Và cái chiếc này hôm qua em đã quay riêng rồi, quay riêng cái chiếc xe Innova này rồi. Và hôm nay em sẽ tổng hợp lại những cái mẫu xe tại cửa hàng thôi. Cái mẫu xe Innova gia đình rất là đẹp.